Đẹp đây. Quá đẹp. Đây là cửa hàng mỹ phẩm. Đây, kẻ đánh con tội phạm. Tức lắm. Nó có mỗi cái việc đánh răng không mà nó không đánh. Bấm mẹ cổ lì lợm. Ôi dồi ôi, nhìn này, hình ảnh của Su Su đây. Đúng giống ai? Kiểu gì ông mẹ đánh đòn. Nên cái kiểu này nó chỉ có tẹt vào mông, nó nín luôn, vất luôn đi nó khỏi ăn mà.